Hot girl làng bóng Thanh Nhã từng bị mẹ cấm đá bóng vì sợ con gái đen xấu, không ngờ bé gái chơi bóng đá có quá nhiều lợi ích. Sinh ra trong gia đình không ai theo nghiệp thể thao nhưng cầu thủ Thanh Nhã lại đam mê với trái bóng tròn từ khi mới là học sinh lớp 4. Bà Vũ Thị Chi mẹ Thanh Nhã nhớ lại tuổi thơ của con gái, thuở ấy cứ mỗi buổi chiều tan học, cô học sinh tiểu học chở đứa em trai 2 tuổi theo chị họ sang xã bên để tập bóng. Thấy con gái vóc dáng nhỏ nhắn, thể lực yếu, nên dù cố gắng nhiều lần chiều theo sở thích của con, bà Chi lại lo lắng, rồi gàn con gái không nên tiếp tục đá bóng nữa. Thậm chí khi Thanh Nhã 13 tuổi được lựa chọn lên trung tâm huấn luyện ở Hà Đông để phát triển năng khiếu, bà Chi tỏ ra vô cùng lo lắng. Thế nhưng, ngược lại với vợ, ông Kim Sáng lại thuyết phục vợ con có năng khiếu thì hãy để nó đi. Ông sáng liên tục động viên con gái, khi nhìn thấy Thanh Nhã rất say mê với bộ môn này. Bố em đồng ý nhưng mẹ em và bà không thích, vì con gái đi bóng đá sợ chấn thương, đen xấu. Mẹ em với bà mới đầu không đồng ý nhưng bố cho đi thì em cứ đi thôi. Lúc đấy mẹ không cho đi nhưng bố em đèo lên đi thi, chắc bố em cũng bảo mẹ nên sau này cả bố mẹ đều đồng ý. Cầu thủ Thanh Nhã từng thổ lộ có lẽ nhờ được sự ủng hộ và đồng hành của bố mẹ suốt nhiều năm mà Thanh Nhã ngày càng mạnh mẽ và liên tục gặt hái nhiều thành công như trở thành thành viên câu lạc bộ Hà Nội, tham gia các đội tuyển U14, U19 quốc gia, huy chương vàng SEA Games 32. Tại gala quả bóng vàng 2021, Thanh Nhã được vinh danh cầu thủ trẻ tiêu biểu của năm. Đỉnh cao phải kể tới là chiến thắng ở Asian Cup 2022 tại Tajikistan, xuất sắc giành tấm vé lịch sử dự World Cup 2023. Hiện tại Thanh Nhã cũng chính là một trong 23 cầu thủ đang tham dự World Cup 2023. Cô ở vị trí tiền vệ. Với câu chuyện của Thanh Nhã, là những người làm cha mẹ, hẳn ai cũng sẽ hiểu được những lo lắng của bà Chi, mẹ Thanh Nhã những ngày đầu khi thấy con gái đam mê với trái bóng tròn, bởi lâu nay hầu hết mọi người thường cho rằng môn bóng đá phù hợp với con trai hơn là con gái, nhất là khi Thanh Nhã lúc nhỏ lại có vóc dáng nhỏ nhắn, thể lực yếu. Một số nhà chuyên gia nghiên cứu về vấn đề này một cách cụ thể và đưa ra kết quả Việc tập luyện bóng đá giúp trẻ nữ phát triển chiều cao 4 đến 5 cm, 2,5 đến 4 kg trong vòng một học kỳ so với các bạn đồng lứa khác. Bên cạnh đó dung tích phổi cao hơn từ 250 đến 300 ml, nhịp tim ổn định hơn, chức năng tim phục hồi nhanh hơn. Do đó việc các bé gái tham gia bóng đá không những không ảnh hưởng đến sự trưởng thành và phát triển của các bé mà còn vì bóng đá là môn thể thao toàn diện, kết hợp giữa chạy, nhảy và ném nên rất có lợi cho việc thúc đẩy sự phát triển của các bé gái. Ngoài ra bóng đá có lợi rất nhiều trong việc nuôi dưỡng tinh thần dũng cảm ngoan cường, chăm chỉ, vượt qua sự nhút nhát của nhiều bé gái. Bình thường con gái được coi là dễ bị tổn thương hơn về thể chất và tâm lý so với con trai, vì vậy hầu hết cha mẹ sẽ chăm sóc con gái cẩn thận hơn và nhắc nhở các con chú ý đến sự an toàn. Hầu hết cha mẹ sẽ giáo dục con trai, con là con trai là đàn ông, không được đổ máu và rơi nước mắt, đồng thời nhắn nhủ con gái, con gái phải dịu dàng nết na ra dáng con gái. Vì vậy một bé gái khi trưởng thành trông như thế nào? Sợ thử thách từ chối mọi thứ mạo hiểm, kể cả những môn thể thao ngoài trời và tập luyện thể chất. Trong một xã hội ngày càng theo đuổi sự bình đẳng và tự do, các cô gái nên lớn lên trong một môi trường bình đẳng và tự do hơn. Cha mẹ nên dẫn con ra khỏi nhà kính của gia đình và tham gia các hoạt động tương tác đầy nắng, có thể phổ biến kiến thức an toàn cho trẻ về các vấn đề an toàn chơi bóng đá là một lựa chọn đầy thử thách và là một môn thể thao vận động toàn thân nên giá trị tập luyện rất cao nền tảng do bóng đá đặt ra là nền tảng tốt cho bất kỳ môn thể thao nào trong tương lai trong luyện tập bóng đá có tác động nhất định liên quan đến chức năng tim phổi chiều cao và cân nặng của các em gái đang trong thời kỳ tăng trưởng và phát triển quan trọng hơn bóng đá là môn thể thao đồng đội sẽ giúp các bé gái rất nhiều trong việc vượt qua khó khăn và dám thử thách vì thế hãy để các bé gái yêu thể thao ngay từ khi còn nhỏ hình thành thói quen tập thể thao và hình thành khái niệm về thể thao